Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta vẽ một cái góc tường chéo mà hôm trước tôi có đăng trên Facebook. Đây. Nhân tiện thì tôi cũng thử cái bản Revit 2019 để xem ra sao. Tôi tạo cái tường nhé. Tường Xtoyl hay Revit. Đây là tường kết Xtoyl Navicat. Ngoài edit preview liệu có vẻ mới, nó có surface pattern và cut pattern. Ok. Thì trước khi chúng ta muốn làm ấy, chúng ta phải cho cái phần cuối này, kết thúc của tường này, nó phải có lớp vững chắc. Phần nên chúng ta chọn ớt đen, Xtoyl đối với tường ngoại thất nha. Ok, vẽ rồi đây. Các bạn nhớ chọn cái level, chọn level từ tầng 1 cho đến level 1, level 2. Ok, bảo không này. Ở đây không, tôi chọn tỷ lệ đi 1/5. Không, các bạn để tỷ lệ là 1/50 cũng được. Bạn vào view, dùng cơ nào. Ok, chọn detail. Đây, bạn sẽ thấy đây là khi mà nó không cùng vật liệu thì nó sẽ làm sao. Nó sẽ có một cái nét ở đây, đúng không? Chọn này, edit try, edit. Cách đơn giản nhất, chọn toàn bộ này, Ctrl C, Ctrl V. Ok, các bạn thấy ok. Bây giờ chúng ta muốn mở cái tường này, nó chéo, nó vát chéo góc. Nó chọn set, tôi vẽ thêm tường này. Khi chúng ta vẽ nhỉ, muốn có cái lớp vỡ chát này, thực ra thì mình chỉ dùng công cụ ở đây là architecture. Anh nhìn phần opening, bạn chọn one opening, bạn chọn cái tường này, bạn ta vẽ cắt qua đây rồi phần opening này, và kéo hết. Chọn này, chỗ này lại có cái đi mình nghe về khó chịu quá nhỉ. Mũi tên này có chọn để ấn tab nha, chúng ta sẽ được cái phần nét giữa chat như ta mong muốn này. Nhà có nghiêng bao nhiêu thì là do cái góc chúng ta xoay đâu nha. Nhân tiện đây tôi cũng bảo các bạn là khi ta đặt cái cửa sổ video, đặt cái cửa sổ này, thì các bạn sẽ thấy ở đây đối với cửa, ví dụ như cái cửa mà cửa nhôm kính như này thì chúng ta sẽ
có cái lớp vỡ chat ở đây là làm nhà mà chọn này, chọn là tường vào edit file. Các bạn chọn cho tôi ở cái phần ở đây, đó là phần warping insert đây, chọn này, ta chọn ở đây là boost, nó sẽ hiển thị ở hai đầu này, nó sẽ được cái cửa sổ như ta mong muốn. Rồi, rất cảm ơn các bạn theo dõi.